Đây là cuốn tự truyện dòng đời của chú. À, thưa quý vị, trong cái cuốn uh, tự truyện Elvis Phương dòng đời thì uh, danh ca Elvis Phương đã kể lại cái hành trình 62 năm đến với âm nhạc của mình. À, trong đó có những con người, những cái sự kiện, những cái vùng đất mà chú đã đi qua. Thì trong đây là chú có gửi tặng cho quý vị uh, độc giả hai cái tấm bưu thiếp một tấm thì quý vị nhìn thấy là hình ảnh của chú qua nhiều cái giai đoạn khác nhau, rất là phong trần lịch lãm đúng không ạ? À? Có cả bài thơ mà chú đã ghi tặng phía đằng sau. Và đây là một cái tấm hình chân dung của cái bìa cuốn sách này. Tôi chú vì đâu mà chú lại có cái ý tưởng là thực hiện một cái cuốn hồi ký, một cái cuốn tự truyện nè à? Chú thấy rằng là trong trong cái cuộc đời đi hát của chú đó, nó nó cực lắm, nó vất vả lắm, từ lúc nhỏ đó là chú chỉ có Mê nghe nhạc với Muốn thích mình được làm ca sĩ hát thôi. Và đa yeah. chú uh, chú nói là nhất định phải có một cái gì để lại cho đời, để lại cho người, để người ta biết là, là cái động lực nào mà nó thúc đẩy để mà chú được đi hát từ năm chú, chú 16 tuổi ừ. cho tới yeah. bây giờ năm nay là chú 78 tuổi rồi đó các anh. Wow. 16 tuổi mà 78 là 62 năm. 62 năm một cái hành trình mà liên tục không ngừng nghỉ như vậy thì với cá nhân Nguyên Khang nghĩ là cái niềm đam mê hát của chú nó mãnh liệt khủng khiếp lắm thì nó mới có thể bền bỉ đến như vậy nhưng mà hồi xưa chú đi hát là ba mẹ chú có ủng hộ chú đi hát không ba chú thì là chỉ muốn là mai mốt đó chú ra đời chú lớn lên thì chú phải nếu mà theo cái 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 nghề nghiệp của ba chú ba chú hồi xưa là một uh, nhà thầu khoáng đó ông muốn một là là nhà thầu khoáng hai là làm cái gì khác thôi chứ còn uh, uh, ba chú không thích chú là một ca sĩ đâu không thích là không thích yeah.